Hello, chào mừng anh em đã đến với kênh BMT của Chi Nhân. Thì hôm nay cái ly mà clip trước mình sửa lại xong rồi các bạn. Quay lên làm clip xem chơi nha. Cái ly này là Ariran, hôm trước mà cái bo nó bị sét, rỉ sét hết đó các bạn. Để lên nét đây. Nè, toàn bộ cái máy nó là linh kiện đều rỉ sét hết. Nhưng mà cái vỏ còn đẹp. Đó, mình khắc phục mình thay ha, thay con nào nó xét đứt chân thì mình thay, còn không thì mình vệ sinh sạch sẽ, mình kiểm tra lại hết đó, thì mình đã phục hồi lại con nó hét rất là ngon các bạn. Đó, cái dàn bo này các bạn thấy nè, cái chân nó đều gỉ xét hết ha. Này là cái bo master với oxit, mình thay toàn bộ luôn, nó thay các bo đằng trước là hai hết. Đó, các bạn thấy nó sét. Đây. Đó, chân nó gỉ hết nè. Tại nó gỉ nhiều thì mình bắt buộc mình phải hai. Thấy không? Chứ cái này nếu mà mình cố mình để mình tận dụng á, không được các bạn. Cái độ bền nó không có đâu. Đó, mình bắt buộc mình đưa vô mình thay hết cái bo đằng trước, còn bo công sức và bo nguồn thì mình cố gắng mình khắc phục lại, linh kiện mình tháo ra mình coi ha, coi cái chân nó nếu mà nó mục sâu quá thì mình thay, còn không thì mình vệ sinh mình cạo chân cho sạch, mà coi cái chân nó còn to thì mình sử dụng tiếp, còn không thì thay. À, đây coi cái ruột nó nè, cái này là Ariran BA 203 ba la mã EV nha các bạn. À, giờ mình sẽ cho coi cái máy ha. Đây. Thì cái tăng phô nè, hai tăng phô. Hai cặp bo mít nè, bo echo và bo mu xích. Thì mình thay mình tận dụng lại mấy cái socket của cái bo Ariran của nó. Đó, mình tận dụng mình xài lại nha các bạn. Nè. Nó đều lấy lại, cái nào lấy được thì lấy. Dây nhợ thì mình cũng đi cố gắng là gọn nhất có thể. Máy hát rất là tốt ha, không ù không ghè luôn. Mình này đang test ngon lắm. Đó, mình bỏ cái cục tăng phô Việt Nam. Tăng phô này là sản xuất tại Việt Nam nha các bạn. Đó, tăng phô này là 12 A, là đánh vừa công suất của máy ha, đánh lo 3 tắc được á. Máy này bây giờ zin độ nặng là phải 10 kg nha các bạn, thì nó cũng không chênh lệch gì so với máy zin hết, hầu như là nó nặng ngang ngửa. Đó, các bạn thấy mấy con transistor là mình thay con lớn lại hết, giờ điện trở thì cái chân nào mà nó đứt sâu thì mình thay, còn không thì mình cạo cho nó sạch sẽ và coi cái chân nó còn to còn chịu dòng được thì mình để lại. Nói chung nó làm mấy cái máy này rất là cực các bạn, mất thời gian dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng em nó cũng thành công thôi. Đó, cái vỏ nó còn rất là đẹp nha. Thì hôm nay mình có thêm một cặp loa của Bọc. Đây. Cặp loa Bottom Pro. Loa Việt Nam nha các bạn. Hình tí nữa mình sẽ gỡ coi cái ruột nó tốt hay xấu không biết. Lo ghi nghe rất là nhẹ. Và một con âm ly dây chai luôn. Âm ly này chỉ 4 sọ thôi. Bây giờ coi cái ruột âm ly này coi. Cái này là Califo nha các bạn. Hàng công ty hồi xưa. Công ty ngày xưa. Cái vỏ máy rất là dày. Giờ coi coi. Cái vỏ dày lắm. Rồi. Đó, máy này là cù bắp nha các bạn. Tăng phô 8 A. Tăng phô chút xíu à, nhưng mà cái dàn bo đằng trước là bo tốt nha. Đó, bo này xài rất cái độ bền rất là cao, mình tận dụng là mình thay thế được. Đấy. Đó, máy này không có gì le nè, không có gì le và chỉ chạy có 4 con sò thôi. Đó, cái máy siêu cơ bắp. À, hiện giờ thì hồi buổi bây giờ là máy 4 sò là hầu hết là không ai sử dụng nữa, rất là ít.
Thì cái máy này chắc là phải gã dây chai. Gã dây chai, gã sét lấy linh kiện các bạn. Nó cũng hơi tiếc thôi. Em nó đã hết hạn sử dụng rồi. Này nếu sửa lại hát vẫn được, nhưng mà hầu như là không có ai có nhu cầu sử dụng máy nhỏ nữa. À, thì phải bắt buộc thôi. Còn đây cặp loa. Cặp loa này là người ta cho nha các bạn. Loa cái hùng cũng rất là to. Loa này là loa hai tấc Boston rượu. Boston Hàn Quốc. Hàn Quốc mà hàng của Việt Nam. Đâu để mình gỡ ra cho các bạn xem thử coi cái cụ từ nó lớn không đây. Cái hùng nó còn rất là đẹp nha. Hùng là không bị nở, không bị bể, không nở. À, cặp này người ta cho nha các bạn. Thì mình tận dụng lên mình sửa, sửa bán vài trăm ngàn. Đó là còn zin, hai cái bát là còn zin nha. Đó, cái bát này cũng còn zin mà nó mắc hết cái kiềng của cái loa các bạn, cái kiềng cái màng lại nè, cái này nè. Đó, này bị mắc ha, thì hai cái đó thì mắc thì hai. Lo là mỗi cái là hai cái chép một bát. Đó, mỗi cái hai chép một bát và hai cái hồng hơi. Và bây giờ mình sẽ gỡ ra coi thử cái ruột có gì bên trong không, coi có mạch lọc không ha. Bây giờ gỡ ra coi thử coi có gì bên trong không ha. Ồ, bên trong không có gòn, không có gì hết nha các bạn. Dây thì dây hàn vô. Thì đa số lo Việt Nam là hàn không à, không có xài cáp kim nha. Cụ từ cũng ok. Nhưng mà lo này là lo nén nha. Nó không có lỗ không hay của cái con. Để coi con nó con lớn hay nhỏ đây. Đó, các bạn thấy cái cổ nè. Cổ này là cổ nhỏ nha, là con 25. Là công suất nhỏ, con 25. Dây gâu thì đi dây gâu lớn nè. Nói chung lo này là đánh bình dân. À, gia đình cùi bắp mà hát nhạc à, nhỏ nhỏ là nghe ok. Lo này nếu mà mình hát ngon lành, làm ngon lành thì bán trên chợ tốt nha các bạn. Nó bán cặp này độ giá từ khoảng 300 gửi đến 400 gửi. Nó tùy theo. Nếu lo còn đẹp thì giá đẹp. Rồi. Nó cặp lo thì chắc cái dưới cũng bị vậy. Tiếc quá nó không có mạch lọc nha các bạn. Rồi giờ cuối cùng mình sẽ test cái con âm ly Ariran cho các bạn nghe thử. Thì cái này thử coi mình phục hồi lại nó có hát tốt như là máy zin máy của hãng không ha. Thì mình thay toàn bộ là dàn đằng trước của nó. Đây, máy đang cấp nguồn rồi, thì bây giờ mình tắt ha. Thì mình cũng nói thêm một điều là cái máy này cái bo mà tín hiệu lên bo đèn đó các bạn. Nó tới 4 dây nha. Đó, nó có thêm dây màu vàng nữa. Còn dây đen đen với trắng đỏ là 3 dây tín hiệu. Còn dây vàng là dây nó thêm cái này nữa. Đó. Nhiều khi các bạn không biết nha. Đó, dây vàng là nó chạy cái đó đó. Đây, để lấy nét rồi mình bật lại cho xem. Là kiểu như là nó chạy thêm một cái đường tín hiệu nữa. Là tín hiệu đó là tín hiệu đóng mở relay. Đây, nó dây vàng là nó trái cái này. À, trái cái khung đỏ này. Khi mà relay nó đóng lại là nó tắt. Đó là nó cái bo này nó tích nó cứ làm thêm một cái đường tín hiệu đó nữa. Đó. Còn 3 dây kia là bình thường nha các bạn. Nó máy bật lên. Dặn volume lên luôn. Nó có gắn lo đầy đủ nhưng mà không màu ghè nha các bạn. Độ chuẩn nó rất là tốt. Đây, đó, câu lo tín hiệu đầy đủ. Rồi bây giờ mình sẽ test cái mic âm thanh echo cho các bạn nghe luôn. Đây, test echo nó. Thì cái này là mình thay là bo echo là 0306 nha các bạn. Bo không dùng nhất. Rồi.
lượt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, cái tiếng echo rất là nhạy. Delay echo đầy đủ nha các bạn. Nói chung tầm về là hát nhẹ nhẹ. Rồi, test mic 2. Ở dàn volume là mình thay mới hết nha các bạn. Làm có độ up phê đầy đủ hết luôn. Nói chung máy hát tốt như mới. Alo, 1, 2, 2, 2, 2. Tiếng nghe rất là sáng. Rồi bây giờ mình sẽ test một đoạn nhạc nữa cho các bạn nghe ha. Chưa. Để mình dặn cái đường music nhỏ lại. Nghe một đoạn nhạc khứ cây. Rồi dẫn nhạc lên. Tốt nha các bạn. Rồi thì video hôm nay chỉ có như vậy. Rồi cảm ơn em đã xem video và ủng hộ mình nha. Rồi hôm nào mình sẽ cố gắng mình nhập hàng mới về để đáp ứng nhu cầu cho anh em nữa. Rồi bây giờ thì kết thúc video. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.